Kim Jong-un qua đời, Liên minh châu Âu sụp đổ và loạt tiên tri đáng sợ năm 2020 của Nostradamus. Nhà tiên tri Nostradamus là ai? Nostradamus tên thật là Michel de Nostradamus, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1503 tại xã Saint-Rémy-de-Provence, thuộc tỉnh Bourges-du-Rhône, nước Pháp, qua đời ngày 2 tháng 7 năm 1566. Ông là một bác sĩ, nhà bào chế thuốc, nhà nghiên cứu chủ nghĩa thần bí do Thái giáo, nhà chiêm tinh học và nhà tiên tri lừng danh của thế giới. Năm 15 tuổi, Nostradamus vào Đại học Avignon học để lấy bằng tú tài, nhưng hơn một năm sau đó ông bỏ dở dưới tác động của đại dịch dịch hạch. Năm 1529, sau vài năm hành nghề dược sĩ, ông theo học bằng tiến sĩ y khoa tại Đại học Montpellier, nhưng bị phát hiện từng hành nghề lang y nên bị nhà trường trục xuất. Không chịu từ bỏ niềm đam mê, Nostradamus lại tiếp tục bí mật hành nghề bào chế thuốc để cứu người. Tuy nhiên, một trận dịch hạch bất ngờ ập đến cướp đi tính mạng của những người hàng xóm và tất cả thành viên trong gia đình ông. Trước nỗi đau quá lớn, Nostradamus rời bỏ quê hương, bỏ đi lang thang đến nhiều nơi trên đất Pháp và Ý. Mang tâm trạng u uất và đau khổ, Nostradamus đã tìm đến niềm đam mê khoa học huyền bí. Năm 1547, ông định cư ở Salon, kết hôn với một quá phụ giàu có và có 6 người con. 3 năm sau, Nostradamus cho ra mắt cuốn Niêm Giám đầu tiên, sau này được coi là Tân Kinh Thánh, dưới hình thức các bài thơ dự đoán về những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Những điều ông viết nhuốm màu sắc kỳ bí lạ thường, khiến giới quý tộc rất quan tâm. Họ ca ngợi ông có khả năng thần linh ứng cảm nên lũ lượt kéo đến để xin ông những lời phán vận mệnh tương lai. Trong đó có hoàng hậu Catherine de Médicis, vợ vua Henry đệ nhị của nước Pháp. Bà mời ông đến Paris nhờ ông giải thích ý nghĩa bài thơ thứ 35 liên quan đến số phận của chồng và các con bà. Để dự báo tương lai, Nostradamus đã viết hơn 1.000 bài thơ thứ tuyệt và trở thành những lời sấm truyền nổi tiếng. Để tránh bị chính quyền soi xét, ông thường dùng biện pháp chê chữ, dùng các ngôn ngữ Hy Lạp, Latin, Italy, Do Thái và Ả Rập. Cuốn sách Le Prophétis, những lời sấm của ông ra đời gây nhiều sự phản ứng trái ngược của công chúng. Có người cho ông là tay sai của quỷ dữ, một kẻ ngông cuồng và dối trá. Song cũng có rất nhiều người ủng hộ ông, đặc biệt là tầng lớp quý tộc. Trong suốt 400 năm qua, những lời tiên tri của Michel de Nostradamus đã khiến các nhà khoa học khó có thể giải thích. Trong số hơn 1.000 lời tiên đoán của ông, có đến quá nửa đã trở thành sự thật. Loạt tiên đoán đáng sợ về năm 2022 của Nostradamus. Tên tuổi của Nostradamus bắt đầu được biết đến thông qua cuốn sách của ông mang tên The Prophecies, những lời tiên tri vào năm 1555. Trong cuốn sách này là những câu thơ thứ tuyệt rất mơ hồ và khó hiểu, nhưng nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu, luận giải và tin chắc rằng đây chính là những lời tiên đoán về tương lai của thế giới. Những lời sấm truyền này được tiên kiến sẽ xảy đến cho thế giới từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày tận thế, theo dự kiến sẽ là năm 3797. Trước đó có một số thông tin về lời tiên tri của Nostradamus trong năm 2022 như đồng đô la Mỹ sẽ sụp đổ, Tổng thống Nga Vladimir Putin bị ám sát, một cơn bão lớn ở Pháp, trí tuệ nhân tạo tấn công loài người, một vụ nổ ở biển Địa Trung Hải, mưa tiểu hành tinh tấn công trái đất và bom hạt nhân. Mới đây, xuất hiện thêm 6 lời tiên đoán khác của Nostradamus về vận mệnh thế giới trong năm 2022 khiến nhiều người sợ hãi. Tình trạng nhập cư sẽ gia tăng vì chiến tranh. Trong khổ thơ thứ 10 của thế kỷ 3 trong cuốn sách The Prophecies, nhà tiên tri Nostradamus đã viết máu và nạn đói là tai họa lớn, 7 lần đến bãi biển, kỷ nguyên của nạn đói và giam cầm. Điều này được dự đoán sẽ xảy ra trong năm 2022. Nạn đói trên thế giới sẽ gia tăng do những cuộc xung đột vũ trang, kết quả là một cuộc dịch chuyển dân số lớn. Nostradamus dự đoán rằng số lượng người di cư dạt vào các bãi biển ở châu Âu nhiều gấp 7 lần, nhiều người sống sót nhưng lại bị bỏ tù. Một cuộc chiến khí hậu nổ ra. Nostradamus viết, dưới khí hậu ngược lại của Babylon sẽ tuyệt vời nếu không có dòng chảy ra. Nostradamus viết trong cuốn sách của mình, các chuyên gia tin rằng đây là lời sấm truyền về việc một cuộc chiến khí hậu sẽ nổ ra trong năm 2022. Cuộc xung đột này có thể xảy ra do sự thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên ở nhiều quốc gia, vì vậy phải tấn công các nước láng giềng để chiếm đoạt tài nguyên. Sự sụp đổ của Liên minh châu Âu EU. Thông tin này được tiên đoán trong khổ thơ thứ 8 của thế kỷ 3 trong cuốn sách của Nostradamus. Ông dự đoán rằng Brexit mới chỉ là bước khởi đầu và rất có thể Liên minh châu Âu sẽ gặp phải biến cố lớn dẫn tới sự sụp đổ trong tương lai. Paris bị bao vây. Một trong những lời tiên tri của Nostradamus về năm 2022 có liên quan trực tiếp đến Paris, thủ đô của nước Pháp. Ông viết, xung quanh thành phố vĩ đại sẽ là những người lính trú ngụ tại các cánh đồng và thành phố. Điều này có nghĩa là Paris có thể sẽ bị bao vây, không thể tiếp cận với thế giới bên ngoài trong một thời gian. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un qua đời. Trong khổ thơ thứ 14 của thế kỷ 4, nhà tiên tri Nostradamus đã dự đoán về cái chết của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông có thể là nạn nhân của một tai nạn bất ngờ. Tuy nhiên, quyền kế vị của ông sẽ được đảm bảo bởi một thành viên trong gia đình ông sẽ đứng ra điều hành đất nước. Một trận động đất lớn ở Nhật Bản.
Nostradamus cũng tiên đoán về một trận động đất lớn có thể xảy ra tại đất nước mặt trời mọc trong năm 2022. Trận động đất xảy ra giữa ban ngày có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và của cho Nhật Bản. Trước đó, nhiều lời sấm truyền của nhà tiên tri Nostradamus đã trở thành sự thật, có thể kể đến như cuộc cách mạng Pháp, vụ đại hỏa hoạn London năm 1666, sự nắm quyền của Adolf Hitler, cái chết của công nương Diana nước Anh, vụ ám sát cựu tổng thống Mỹ John F. Kennedy, siêu bão Katrina, thảm họa khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 của nước Mỹ.